Uống sữa công thức thì phải giảm D3K2 thì rõ rồi, nhưng mà giảm bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của em bé, thứ hai là loại sữa bé uống và thứ ba là lượng sữa bé uống nha. Ở bé trên 1 tuổi thì nhu cầu là bù khoảng 600 mg D3, còn dưới 1 tuổi thì nhu cầu là khoảng 400 mg một ngày. Thì bây giờ mình thử minh họa một cái loại sữa, ví dụ như là sữa Blackmore số 2 đi. Một em bé 8 tháng tuổi mỗi ngày uống 800 mg sữa Blackmore số 2. Mà cứ mỗi 100 ml sữa Blackmore số 2 thì nó có khoảng 34,4 U. Thì 800 ml thì nó sẽ có là 275 U D3, có nghĩa là em bé còn thiếu là 125 U nữa. Bây giờ mình phải xét xem là bé sẽ giảm bao nhiêu, thì nó lại còn tùy tiếp vào cái loại D3 mà bé đang dùng. Ví dụ bé dùng Lenebon thì còn 16 giọt là nó có 400 U, như vậy mỗi giọt thì nó sẽ có là 66,7, đúng không? Như vậy em bé vừa rồi nếu dùng Lenebon thì sẽ dùng 2 giọt một ngày thôi, chứ không phải là 6 giọt, được chưa? Và các mẹ áp dụng cái cách này với những cái loại sữa khác, với cái lượng sữa khác, với cái tuổi bé khác và cái loại D3 mà mẹ dùng cho bé là khác nhau, thì phải chịu khó một chút thì sẽ tính ra được cái lượng mà nó vừa đủ, nó không bị thừa. Ok.